Mới đây, trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc tại Việt Nam, tập đoàn ô tô Haima và công ty cổ phần Kavivu Việt Nam đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác. Theo đó, Kavivu sẽ trở thành nhà nhập khẩu và phân phối ô tô Haima tại thị trường Việt. Ngày 6 lễ ký kết, hai bên tiến hành các thủ tục theo quy định để nhập khẩu và phân phối xe. Theo đó, ba dòng xe dự kiến sẽ được Haima ra mắt tại thị trường Việt trong thời gian đầu gồm hai dòng xe chạy xăng là Haima SUV 8S và hai ma MPV 7X đi kèm một dòng xe điện hai ma 7 xe. Trong đó, hai ma 7X dự kiến là mẫu xe đầu tiên được mở bán từ nửa sau 2023, cạnh tranh cùng xe Mitsubishi Spander hay Toyota Veloz Cross trong phân khúc MPV. Hai mẫu khác là 8S và 7 xe sẽ về nước từ cuối tháng 3. Xe được bán thông qua hai showroom đặt tại Hà Nội và một showroom ở thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên thời gian showroom hoạt động, chính sách hậu mãi, bảo hành hiện vẫn chưa được tiết lộ. Trong số 3 mẫu xe của hãng Trung Quốc bán tại Việt Nam sắp tới, hai 7X được kỳ vọng sẽ tiếp cận được nhiều khách hàng, bởi doanh số phân khúc MPV còn nhiều tiềm năng. Theo ông Trần Viết Sơn, giám đốc kinh doanh của Kavivu cho biết, mức giá dự kiến của 7X sẽ khoảng 700 đến 800 triệu. Như vậy, giá bán dự kiến của hai 7X khá cao, nếu so với mặt bằng chung của các mẫu MPV phổ thông bán chạy tại Việt Nam như Mitsubishi Spander giá 555 đến 688 triệu hay Toyota Veloz Cross giá 658 đến 698 triệu. Còn mẫu xe giá cao nhất phân khúc hiện là Kia Carens với giá bán dao động từ 619 đến 859 triệu. Trong khi đó, biến thể chạy điện của mẫu MPV 2 Ma là 7 xe dự kiến sẽ có giá từ 1 tỷ trở lên. Còn với hai Ma 8S thuộc phân khúc CUV cỡ C sẽ được phân phối gồm 3 phiên bản với giá bán từ hơn 600 triệu. Mẫu xe này cạnh tranh, cùng với Mazda CX-5 giá 839 đến 1 tỷ lẻ 59 triệu hay xe Hyundai Tucson, giá 845 đến 1 tỷ lẻ 60 triệu. Trên thực tế, Hai Ma không phải là cái tên quá xa lạ với người tiêu dùng, bởi thương hiệu này đã từng xuất hiện ở Việt Nam, vào năm 2011 thông qua một đối tác ở Hải Phòng. Tuy nhiên, do thiết kế được cho là có phần đạo nhái Mazda, thương hiệu chưa đủ mạnh nên đã khiến cho Hai Ma dần bị lãng quên tại Việt Nam sự quay trở lại thị trường Việt Nam lần này với nhiều cải tiến mới, đa dạng mẫu mã, tùy chọn, hứa hẹn sẽ giúp Hai Ma có thể gia tăng sức cạnh tranh. Bên cạnh Hai Ma thì gần đây, TMT Moto cũng đã ký hợp tác chiến lược với liên doanh GDR Moto giữa GM và Hu Linh để sản xuất, lắp ráp và phân phối độc quyền ô tô điện của hãng này tại Việt Nam. Cherry cũng đang có kế hoạch phân phối sản phẩm trong năm 2023 này. Với việc chuẩn bị đón thêm hàng loạt mẫu xe mang thương hiệu Trung Quốc, nhiều kỳ vọng tình hình mua bán ô tô tại thị trường việt nam sẽ có sự cải thiện nhờ mức độ đa dạng và tính cạnh tranh gia tăng